ấn tượng, mới lạ, hấp dẫn, cuồng nhiệt, lôi cuốn hàng ngàn khán giả. Với các pha trình diễn đua ngựa độc đáo tại giải đua ngựa mở rộng năm 2017 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Gia Lai, Đắk Lắk và Kon Tum. Hứa hẹn đem đến cho khán giả những giây phút hồi hộp gây cấn bởi sự tranh tài của 50 tuấn mã đến từ các vùng miền trong nước. Giải đua ngựa mở rộng diễn ra trong không khí sôi động, hào hứng, hân hoan của khách thập phương du xuân tháng 3 Tây Nguyên. Các tuấn mã khỏe mạnh, rắn chắc, tung vó phi nước đại trên đường đua sẽ đem lại cảm giác mạnh cho khán giả. Tiếng reo hò cổ vũ của hàng nghìn khán giả sẽ làm cho cuộc đua ngựa trở nên cuốn hút, hấp dẫn. Cùng với hơn 100 quầy ẩm thực, những món ăn độc đáo sẽ chinh phục những du khách khó tính nhất. Quầy ẩm thực đặc sắc Tây Nguyên 2017 có nhiều món ăn ngon đặc trưng của nhiều vùng miền cả nước, đặc biệt là các món đặc sản Tây Nguyên thơm ngon mà du khách không thể bỏ qua như cơm lam, gà sa lửa, thịt hun khói, trứng nướng, thịt nướng ống nứa. Các món ăn thơm ngon sẽ làm nức lòng du khách gần xa. Đến với hội ẩm thực và giải tranh tài đua ngựa Tây Nguyên, du khách sẽ hòa mình vào không khí sôi động của âm nhạc, được giao lưu với nhiều ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tây Nguyên nổi tiếng với âm nhạc cổng chiêng, đêm rực lửa và vòng tay đan nhau nhịp nhàng theo vũ điệu xoang, cùng hương vị rượu cần thơm lừng men lá. Du khách sẽ cảm giác như lạc vào thiên thai với không gian tháng 3 Tây Nguyên của con ong tìm mật, mùa hoa dại khoe sắc rực rỡ khắp đại ngàn. Tháng 3 Tây Nguyên, nơi diễn ra hội đua ngựa độc đáo, nơi diễn ra hội ẩm thực đặc sắc, nơi được giao lưu với các ca sĩ nổi tiếng, hứa hẹn làm tỏa lòng du khách gần xa. Từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 3, chương trình sẽ diễn ra tại trung tâm tổ chức hội chợ và sự kiện thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, chương trình diễn ra tại sân vận động tỉnh Đắk Lắk. Và từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 4, chương trình sẽ diễn ra tại sân vận động tỉnh Kon Tum.